Lừa đảo trên không gian mạng diễn biến rất phức tạp, tinh vi. Với người dân vùng nông thôn, hiểu biết, kỹ năng sử dụng công nghệ thấp càng dễ bị dẫn dụ. Vì vậy, chính quyền, công an và các hội đoàn thể huyện Đất Đỏ đã và đang tích cực vào cuộc ngăn chặn tình trạng này. Một phụ nữ ngụ ở thị trấn Đất Đỏ liên tục nhận nhiều cuộc gọi qua nhiều số điện thoại, xưng là cán bộ thuế của tỉnh, yêu cầu gia đình chị đóng một khoản tiền để mua tài liệu sửa đổi bổ sung thông tin thuế. Rất cảnh giác với các cuộc gọi lạ, nhưng do gia đình mới đăng ký mã số thuế kinh doanh nên chị vẫn tiếp tục nhận các cuộc gọi và dần nhận ra đối tượng xấu đang tìm cơ hội lừa đảo. Thủ đoạn lừa đảo không mới, nhưng chiêu trò này cũng khiến một bộ phận người dân hoang mang. Bên phòng thanh tra thuế, cục thuế tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu liên hệ xuống đấy. Dạ. Đang có chút công việc trao đổi qua bên hộ kinh doanh một vài phút được không ạ? Dạ, cứ trao đổi. Bên cơ quan thuế đợt này đang trực tiếp triển khai xuống là bộ hồ sơ văn bản mới đấy chị. Tài liệu hướng dẫn cho bên hộ kinh doanh thực hiện chính sách thuế đang sửa đổi bổ sung năm 2023 đấy. Bên cơ quan có thu kinh phí in ấn của nhà nước chỉ định chung chị ạ. Đầy đủ bao quát trong một bộ tài liệu là 450.000 đồng đấy chị. Thì cũng nhờ chị để ý điện thoại nhận tài liệu chính sách thuế, thanh toán cho nhân viên chuyển phát, các đồng chí nộp về cho bên cơ quan chị nhé. May có những cái thông tin lên Zalo ấy thì mình mới biết đó là đối tượng lừa đảo được. Chứ không mình nhiều người họ không hiểu là họ sẽ bị dính với cái bọn lừa đảo này. Từ đầu năm 2023 đến nay, Công an thị trấn Đất Đỏ đã tiếp nhận hơn 10 trường hợp đến trình báo có số điện thoại lạ, thông báo trúng thưởng, yêu cầu nộp phạt, mua tài liệu phòng cháy chữa cháy. Nắm bắt thông tin, xử lý kịp thời, thấu đáo, Công an thị trấn Đất Đỏ đã giúp người dân vững tâm, không bị dẫn dụ, lợi dụng, sập bẫy. Công an thị trấn sẽ có một cái buổi họp giao ban tổ dân cư và sau đó thì sẽ lấy những cái hình ảnh và tôi sẽ sử dụng cái máy chiếu để có minh hình ảnh, minh họa những cái vụ nào đó, những con người nào bị như vậy đó. Thì người dân người ta nhìn thấy những cái hình ảnh sinh động đó thì người ta sẽ bị đỡ cảnh giác hơn. Thứ hai nữa là gửi lên các cái nhóm Zalo kết nối toàn dân bình yên cuộc sống của thị trấn, hiện nay là có 9 nhóm. Thì đã là 2.500, khoảng hơn 2.500 thành viên tham gia rồi. Công an thị trấn cũng tuyên truyền trên cái nhóm Zalo đó, thì người dân qua đó thì người dân cũng đã xem và cũng đã đọc, cũng đã đỡ được phần nào. Trong bối cảnh khó khăn chung, nhu cầu tìm việc tại nhà của người dân khu vực nông thôn Đất Đỏ tăng cao, nhiều phụ nữ nông thôn càng quan tâm đến thông tin giao việc trên mạng. Nắm bắt tình hình, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ tại huyện Đất Đỏ đã chú trọng tuyên truyền cho hội viên cảnh giác cao độ với thông tin việc tìm người, người tìm việc qua mạng xã hội, rồi cả tin đóng phí, giao dịch mà có thể tiền mất, việc thì không. Thay vào đó, hội tăng cường vai trò cầu nối hỗ trợ hội viên khởi nghiệp, giới thiệu, tìm việc. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện cũng tăng cường các nguồn vốn để tạo việc làm cho hội viên ngay tại nhà, cung cấp các kênh thông tin việc làm chính thống, kết nối các doanh nghiệp để hội viên có địa chỉ tin cậy tìm việc. Hiện nay cái tình hình mà trên các cái thông tin đại chúng có cái giới thiệu việc làm, rồi có tư vấn đi làm thêm, cái thu nhập cao, thì hội phụ nữ ở các cấp cũng tăng cường những cái kiến thức để cho các cái chị em nắm bắt thêm, hiểu thêm về cái nhu cầu việc làm, để không có bị các cái thông tin trên mạng, có thể những thông tin không chính thống gây cái ảnh hưởng đến cái cuộc sống cũng như đến cái công việc của các chị em. Bà con nhân dân trên địa bàn huyện cũng lưu ý trong vấn đề sử dụng mạng xã hội phải hết sức là sử dụng các cái trang mạng chính thống, những trang mạng mà phổ biến, tránh vào những trang mạng mà mình chưa rõ nguồn gốc rồi của đối tượng lạ, dễ đi vào các cái vấn đề bị lừa đảo. Đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị địa phương, mà hạt nhân là lực lượng chức năng, mỗi người dân cũng cần chủ động bảo vệ, trước hết là thông tin cá nhân, thông tin tài khoản và hệ thống thiết bị công nghệ của mình.